Và sau đây là phần tin Việt Nam, truy nã đặc biệt 5 nghi can trong vụ nổi dậy ở Đắk Lắk. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát lệnh truy nã đặc biệt 5 nghi can trong vụ nổi dậy tấn công hai đồn công an ở xã Y Tiêu và Y Cơ Tua, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang bỏ trốn. Cả 5 nghi can này trong độ tuổi từ 31 tới 55 tuổi đã bị khởi tố tội khủng bố chống chính quyền nhân dân theo quy định của Bộ luật hình sự. Theo lệnh truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay các nghi can tới các cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc là Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trước đó thì công an Đắk Lắk xác nhận là họ đã bắt giữ hết tất cả những kẻ cầm đầu, nhưng nay lại bất ngờ công bố thêm 5 nghi can nữa bị truy nã đặc biệt. Trong vụ nổi dậy xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm đồng bào người Thượng tại địa phương đã tấn công hai đồn công an xã Y Tiêu và Y Cơ Tua, khiến cho 9 người thiệt mạng, trong đó có nhiều công an và cả bí thư và chủ tịch xã. Bộ công an nói rằng các nghi can mang theo cờ của Phun Rô cùng với nhiều súng quân dụng, súng hơi và súng tự chế. Bộ công an cáo buộc đây là hoạt động khủng bố có tổ chức. Một trong các nghi can bị bắt là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ đã nhận lệnh từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam để dàn dựng vụ tấn công. Thế nhưng danh tính của nghi can, tên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ kia và phương thức dàn dựng như thế nào thì lại không được nói rõ, khiến dư luận nghi ngờ đây chỉ là trò tung hỏa mù của công an. Đến nay, tổng cộng 84 người đã bị bắt và bị cáo buộc nhiều tội danh như là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam một cách trái phép. Vụ sạt lở đất ở Đà Lạt khiến hai người chết thảm, các cán bộ có liên quan bị cấm không được rời khỏi địa phương. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã yêu cầu các cán bộ, viên chức các cơ quan có liên quan đến vụ sạt lở làm sập bờ ta luy nghiêm trọng không được đi khỏi nơi cư trú để phối hợp với cơ quan điều tra. Chính quyền cũng ra lệnh chủ động đánh sập bờ ta luy còn lại với lý do bờ ta luy này đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, không bảo đảm an toàn nên không thể sử dụng. Như tin đã loan, rạng sáng ngày 29 tháng 6, tại đường Hoàng Hoa Thám xảy ra một vụ sạt lở. Hàng trăm tấn đất đá cùng bờ ta luy bê tông ở đường Yên Thế nằm cao hơn đường Hoàng Hoa Thám khoảng 20 mét, đổ ập xuống nhà dân và khu lán trại công nhân xây dựng, khiến 3 căn nhà bị sập, 6 người bị mắc kẹt và 2 người thiệt mạng. Lúc xảy ra sự việc, thời tiết khô ráo, không có mưa. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Dương Trung Hữu, trưởng Phòng Quản lý Đô thị Đà Lạt, để làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các tập thể và cá nhân liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực vừa xảy ra vụ sạt lở. Hạng mục ta luy được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cấp giấy phép xây dựng đã hoàn thành thi công cách đây một năm. Sở Xây dựng Lâm Đồng đổ lỗi cho rằng nguyên nhân sạt lở là do trời mưa lớn liên tục. Thế nhưng, một cán bộ ngành xây dựng của thành phố Đà Lạt xác nhận việc thi công ta luy và mặt bằng có vấn đề. Nguyên nhân sạt lở được cho là do bờ ta luy đã gãy kết nối trước đó, không chịu được áp lực nền đất gây gãy đổ. Bộ Y tế ban hành thông tư quy định khung giá chữa bệnh theo yêu cầu, theo đó thì giá giường bệnh cao nhất là 4 triệu đồng một đêm. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công của nhà nước. Theo Bộ Y tế thì việc quy định khung giá này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, đồng thời nhằm hạn chế việc giới nhà giàu phải ra nước ngoài chữa bệnh, thu hút khách ngoại quốc và Việt kiều về chữa bệnh tại Việt Nam. Khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng nhất là từ 100.000 đồng tới 500.000 đồng. Giường điều trị nội trú dịch vụ loại 1, tức là loại 1 giường 1 phòng có giá tối đa là 4 triệu đồng, loại 2 tức là 2 giường 1 phòng tối đa là 3 triệu đồng. Các cơ sở khám chữa bệnh được quyền quyết định lựa chọn xây dựng mức giá dịch vụ khác nhau theo chuyên khoa, thời gian thực hiện dịch vụ, trình độ chuyên môn của các bác sĩ và các kỹ thuật viên trong phạm vi được quy định. Bộ Y tế nêu rõ là giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu này chỉ áp dụng cho đối tượng là người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Theo kết quả các cuộc khảo sát thì người khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ chiếm tỷ lệ 5-10% tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, còn tuyến huyện thì gần như là không có vì đa số các bệnh nhân đều là dân nghèo, không có tiền để khám chữa bệnh theo yêu cầu. Thông tư quy định khung giá của Bộ Y tế có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Dự án xây cầu vượt phá Tam Giang hơn 1.000 tỷ đồng. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua dự án xây cầu vượt phá Tam Giang với tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Cây cầu sẽ nối thị trấn Phú Đa với xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, có chiều dài toàn tuyến khoảng 3 km, gồm cầu qua phá Tam Giang dài khoảng 1,4 km và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,6 km.
Hiện tại từ thành phố Huế và thị trấn Phú Đa đi qua các xã ven biển, huyện Phú Vang theo hai hướng tỉnh lộ 10D, tỉnh lộ 18, qua cầu Trường Hà và tỉnh lộ 10A, quốc lộ 49A, qua cầu Thuận An. Tuy nhiên, hai tuyến đường này đều nhỏ hẹp và phải đi qua khu vực đông dân cư. Việc kết nối giao thông hai bờ Đông Tây, Phá Tam Giang không thuận lợi, hiện chỉ có hướng di chuyển qua cầu Trường Hà, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, đặc biệt là phát triển du lịch. Riêng các xã ven biển như Vinh Xuân, Phú Diên đi đến Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang phải mất 15 km, trong khi đó theo đường thẳng qua Phá Tam Giang chỉ khoảng 3 km. Dự án xây cầu vượt Phá Tam Giang được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho huyện Phú Vang và các xã ven biển. Dự án theo dự kiến sẽ khởi công năm 2024 và hoàn thành sau 4 năm. Phá Tam Giang là một địa danh nổi tiếng trong văn hóa và lịch sử Việt Nam. Nhạc phẩm Chiều trên Phá Tam Giang của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, phổ thơ của Tô Thùy Yên, sáng tác thập niên 1970 khi cuộc chiến Việt Nam đang hồi khốc liệt, là một bài hát đã đi vào lòng người. Lại thêm một vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận, lần này là bố mẹ chồng cùng đi đánh ghen với con dâu. Ủy ban Nhân dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an đã đưa những người có liên quan trong một vụ đánh ghen về trụ sở để bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tối ngày 30 tháng 6, một trang mạng có hơn 3 triệu người theo dõi đã xuất hiện nhiều đoạn clip livestream quay lại một vụ đánh ghen trên đường thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin đăng tải trong các đoạn clip này, thì một phụ nữ đã dắt theo bố, mẹ chồng và hai đứa con nhỏ đi đánh ghen. Khi phát hiện chiếc xe hơi đang chở chồng mình và cô Tiểu Tam đang chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diễn Yên, nhóm người này đã chặn đầu chiếc xe, yêu cầu đôi gian phu dâm phụ kia phải xuống xe. Theo đoạn clip thì người chồng là một thanh niên mặc áo thun trắng xuống xe nhưng cô bồ vẫn ngồi trên xe cầm tay lái và định bỏ đi. Thế là cô vợ nhảy lên nắp capo xe cầm điện thoại chụp hình. Khi chiếc xe lái đi, cô vợ hoảng quá nhảy xuống. Đến phiên ông bố chồng lấy cả thân người nằm đè lên nắp capo chiếc xe để ngăn nó lại. Thế nhưng chiếc xe vẫn lao đi trong tiếng la ó sợ hãi của những người chứng kiến. Vụ đánh ghen đã khiến nhiều người qua đường hiếu kỳ dừng lại xem, khiến giao thông bị kẹt một đoạn quốc lộ. Chính quyền đã phải điều động lực lượng tới hiện trường, mời các bên có liên quan về phường làm việc. Thế là đám đông lại tiếp tục kéo đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để hóng tin cho đến tận đêm khuya. Theo lời kể của một nhân chứng qua đường thì bà mẹ chồng cho biết là con trai của bà đã có quan hệ bất chính hơn một năm nay và đã bán luôn cả xe hơi để đi theo nhân tình bất chấp sự khuyên can ngăn cản của gia đình. Trong khi đó thì cô con dâu vừa phải lo về kinh tế, vừa chăm sóc bố mẹ chồng và hai đứa con nhỏ. Tạt xăng đốt người tình giữa đường. Sáng ngày 1 tháng 7, một người đàn ông đuổi theo người phụ nữ 40 tuổi, quê Hà Tĩnh, tại khu vực trước siêu thị Go, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Sau một lúc lời qua tiếng lại, ông ta bất ngờ lấy chai xăng mang theo tạt vào người phụ nữ châm lửa đốt. Nạn nhân cháy như ngọn đuốc, bỏ chạy, cởi áo, ngã gục xuống vỉa hè kêu cứu. Cả đàn ông đuổi theo, cầm dao rạch nhiều nhát lên mặt nạn nhân trước khi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an Bình Dương đã trích xuất camera an ninh, đã xác định được danh tính hung thủ là người đàn ông mặc áo trắng trong đoạn clip và đang phát lệnh truy nã. Gia đình nạn nhân cho biết cô này trước đó có quan hệ tình cảm với nghi can, nhưng gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn. Hàng loạt các vụ tạt xăng đốt người vì mâu thuẫn tình cảm cũng như mâu thuẫn cá nhân đã liên tiếp xảy ra tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Mới tháng trước, một thanh niên ở Đồng Nai đã tạt xăng đốt phòng trọ người yêu khiến 4 người thiệt mạng, 3 người khác bị thương nặng. Trước đó vào hồi tháng 2 năm nay, một ông 42 tuổi ở Bà Mơ Thuột đã mang can xăng 5 lít đổ lên người vợ cũ, châm lửa đốt khiến cả hai phỏng nặng. Trước đó chỉ vài ngày, một cô gái ở Quảng Nam bị cả nhóm xông vào đánh rồi tưới xăng châm lửa đốt ngay trên đường. Nguyên nhân được cho cũng vì ghen tuông. Vào tháng 5 năm ngoái, một ông 52 tuổi ở An Giang đã lãnh án chung thân trong vụ tạt xăng đốt vợ vì ghen tuông. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng phần tin Showbiz.